Xin chào mọi người. Hôm nay Kim sẽ chia sẻ với mọi người cách xay lá sâm nha. Lá sâm ăn rất mát và tốt cho sức khỏe. Mình sẽ dùng 100g lá sâm. Sau đó mình rửa sạch với nhiều nước. Bạn rửa 2 đến 3 lần nước cho sạch bụi cát đi. Sau khi rửa sạch lá sâm xong thì bạn sẽ dùng một cái kéo cắt lá sâm ra. Không cần cắt nát đâu, mà mình cắt sơ ra thôi cho dễ xay. Rồi sau đó bạn bỏ hết lá sâm vào trong máy xay. Với 100g lá sâm thì mình sẽ dùng 1,5 lít nước. Nếu mà bạn muốn hơi lỏng hơn chút nữa thì có thể dùng 2 lít nước cũng được. Mình sẽ dùng nước hơi ấm để lúc bạn vò lá sâm không có bị lạnh tay và dễ vò hơn. Mình sẽ dùng 100g đường. Mình đổ vào trong máy xay lá sâm, xay chung với lá sâm luôn. Bạn mở máy xay lên và xay lá sâm. Bạn chỉ cần xay một chút xíu thôi, cho nó hơi nát ra một chút thôi, chứ đừng xay lâu quá, nếu không nó sẽ nổi nhiều bọt. Bạn nhìn thấy như vậy là được rồi nè. Bạn đổ hết lá sâm ra, bạn đổ vào trong cái túi lọc như vậy. Bạn có thể mua cái túi lọc này ở chợ Việt Nam. Bắt đầu vò lá sâm thôi nè mọi người. Mình sẽ bóp, sẽ vò như thế này để cho cái lá sâm, cái chất lá sâm nó ra hết trong nước. Nó ra càng nhiều thì nước của mình càng đặc và ngon hơn. Bạn cứ bóp như vậy. Bạn nhớ nhúng cái túi ở dưới nước để nó không bị nổi nhiều bọt nha. Bạn chịu khó vò lá sâm như vậy thì lá sâm nó sẽ ngon hơn và nó ra nhiều cái chất của lá sâm hơn. Cũng hơi mỏi tay đó mọi người. Cố lên nha mọi người. Bạn vò cho đến khi nào mà bạn thấy cái nước nó đặc lại mà nó hơi sệt sệt, nó màu xanh đậm như vậy nè. Rồi bạn vớt hết cái bọt nó ra. Bạn vò bằng tay thì nó sẽ ra ít bọt hơn. Sau khi vò xong thì bạn sẽ múc vào những cái ly nhựa như vậy. Khi múc vào ly rồi thì bạn để ở ngoài khoảng chừng 3 tiếng. Rồi sau đó mang bỏ tủ lạnh để trong ngăn mát. Để trong ngăn mát vài tiếng nữa thì bạn có thể ăn được rồi. Những ly sâm của mình đã đặt lại rồi này mọi người. Bạn thấy có ngon không nào? Ăn vừa mát vừa tốt cho sức khỏe nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Kim. Chúc mọi người luôn thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mọi người nhớ đừng quên cho mình một like, share và subscribe nhé. Thank you mọi người. Bye mọi người.